Ngủ ngoài đường, ngoài chợ thế này. Mày buồn ngủ. Cả đêm qua không ngủ. Ngủ thì ngủ, đừng có lăn xuống dưới nhé. Nó cả bên này không buồn còn chơi. Bây giờ mà chụp cái bức ảnh là hai thằng này, thằng thì gác chân đi, thằng nọ thằng kia, xong làm xong xoài hình tam giác ấy. Thì hình bắt gọi là hình chữ hình bắt chéo nhau ấy. Đấy vào cái cảnh uống rượu đây. Bê bết như thế này đây. Là mọi dân cư dân là tin ngay đấy. Đấy, tuy bê bết như này vẫn đặt được cái chậu ngay bên cạnh nữa. Đặt ngay cái chậu ngay bên cạnh nữa. Nhật này không chỉ rất trong ngành nữa. Xem xe nằm dày à? Làm ra giày à? Giày nam à? Không phải là sếp của người ta làm xong rồi kiểm tra lại. À không, nhưng mà công ty. Thế công ty. Công ty sản xuất ở chỗ khác. Thì về chỉ có kiểm tra thôi. Có khi thì kiểm tra, có khi thì nhập hàng. Kiểm tra dán mác bạn. Ví dụ sản xuất từ Trung Quốc, sản xuất Trung Quốc chẳng hạn, xong mang sang đây là kiểm tra ngon lành, xong rồi dán mác vào, thành mác sản xuất của Nhật. Xe cái đấy đi. Xe cái đấy. Hay. Ohio, Ohio, dậy đi. Không dậy đang ngủ. Hết tiền đóng tiền nhà phải ra bờ sông ngủ thế này à? Dậy đi về. Đây nằm mát về nào. Lát nó đi về chờ ở trong cảnh nhà. Đi về nhanh. Về đi. Đi về. Tuy để hoang này nhưng mà vẫn có người. Hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo nhá. Ở bên đâu? Này nán thế. Nó đấy. Xin đồ. Cái